Nếu các bạn tò mò bấm vào video này thì khả năng cao các bạn đã đọc qua bài báo bức tranh này được bán với giá hơn 69 triệu đô. Cái bài Twitter này được bán với gần 3 triệu đô. Cái con mèo quần què này được bán với giá hơn nửa triệu đô. Và cậu bé họa sĩ nhí Việt Nam kiếm hơn nửa tỷ đồng bằng việc bán tranh NFT trên sàn Binance. Trong video ngày hôm nay mình sẽ cố giải thích cái NFT là cái gì, ứng dụng của nó và các bạn có thể kiếm tiền bằng cách tạo, mua bán và thậm chí là các bạn có nên đầu tư vào NFT hay không. Chào các bạn, mình là Thành Công. Trước khi bắt đầu video này thì mình muốn xin nhắn nhủ với các bạn, mình là một fan của NFT, mình rất tin tưởng vào công nghệ này và mình tin nó là tương lai. Tuy nhiên, cái việc mình yêu thích nó, mình ngưỡng mộ nó không có nghĩa rằng là các bạn nên bỏ hết tiền đầu tư của các bạn vào cái thằng NFT này. Mà thay vào đó, mình hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ bản chất và dựa vào đó để mà tự đưa ra quyết định của bản thân mình. NFT viết tắt của cụm từ Non-Fungible Token. Tạm thời là mình sẽ bỏ qua từ token và mình sẽ giải thích cái cụm từ Non-Fungible trước. Non-Fungible có nghĩa là không thể thay thế, trái nghĩa với Fungible có nghĩa là có thể thay thế. Mọi vật ở trên thế giới này được chia thành hai loại, có thể thay thế và không thể thay thế. Một ví dụ cụ thể của một việc có thể thay thế đó chính là cái áo mình đang mặc. Cái áo này mình biết từ Việt Nam bán đâu 20.000 cái hả? Hay 50.000 gì em chẳng nhớ nữa. Nhưng chung là rất là nhiều và các bạn có thể kiếm ở mọi nơi. Trong khi đó, cái dây chuyền này lại là một vật không thể thay thế, tại vì đây là cái dây chuyền mà ông cố truyền trong nội mình, ông nội mình cho ba mình rồi ba mình truyền lại cho mình. Mình nói giỡn thôi. Nhưng liệu mình có chứng minh cho các bạn được là những cái thứ mình vừa mới nói cho các bạn là thật hay không? Đương nhiên là được rồi. Đây là hóa đơn mà ông nội mình để lại cho ba mình rồi ba mình để lại cho mình đây. Không hề giả tranh luôn. Ok, biết rồi, giỡn. Chính các bạn đã thấy đó chính là mình không hề có bất kỳ hóa đơn chứng từ nào chứng minh đây là cái dây chuyền của ông cố để cho ông nội để cho ba và ba để cho mình. Hoàn toàn không có bất kỳ có hóa đơn nào nói như vậy. Một số bạn có đến đây chắc chắn sẽ thắc mắc, ủa cái dây chuyền này chỗ nào trái bán, có gì đâu mà không thể thay thế. Chính xác. Tuy nhiên, dây chuyền này mình đã đeo rất là lâu rồi, cái cảm xúc của mình dính với nó rất là nhiều, cho nên đối với mình nó không thể là thay thế được. Tương tự với bức tranh Mona Lisa trên thế giới này, có rất là nhiều bức tranh Mona Lisa, tuy nhiên chỉ có một bức tranh là được vẽ bởi ông Leonardo da Vinci mà thôi. Cho nên đó chính là cái điểm khác biệt giữa bức tranh đó với các bức tranh khác. Còn nếu mà mình nhìn bề ngoài thì rõ ràng là cái nào chẳng như nhau, đúng không nào? Trên thực tế có rất là nhiều bức tranh được vẽ bởi những họa sĩ nổi tiếng nhưng hoàn toàn vô giá trị, bởi vì người chủ sở hữu của nó không thể nào chứng minh được cái nguồn gốc. Ví dụ như bức tranh này, cái người sở hữu của bức tranh này có thể kiếm được tới gần 50 triệu đô nếu mà bà ta có thể chứng minh được đây là bức tranh được vẽ bởi ông Jackson Pollock. Và đương nhiên, bức tranh này sẽ trở nên vô giá trị nếu mà bà ta không chứng minh được. Và tới hiện tại hình như là bà ta chưa chứng minh được thì phải. Và đó chính là cái vấn đề hiện tại ở trong xã hội chúng ta, rất mà khó để chứng minh được cái nguồn gốc của một vật từ hàng fake tới hàng thật. Đương nhiên là những người nào mà chuyên nghiệp thì họ không nói vậy rồi, nhưng mình đang nói với những người bình thường như mình thì rất là khó để chứng minh được điều này. Vậy còn những cái tài sản số thì sao? Ví dụ bức tranh bạn đang thấy trên màn hình, mình chỉ cần Ctrl C, Ctrl V, bùm, hai bức tranh hoàn toàn giống nhau, không khác một ly một tí nào luôn. Mình xin nhắc lại là giống 100% nha. Và chính vào lúc này cái token mới vào việc. Token là token á, các bạn Việt Nam gọi là token, ok mình sẽ học token luôn. Thì cái token này nó đóng vai trò là một cái hóa đơn, nó chứng minh là cái bức hình NFT này được tạo bởi cái ID này vào thời điểm này. Và đó chính là cái điểm đặc biệt và sự khan hiếm của cái tài sản này. Và khi mà cái tài sản này được bán cho người khác thì những cái blockchain nó sẽ ghi lại dữ liệu là ok, từ người A qua người B, từ người B qua người C, C qua D. Nó tạo ra những cái block, nó gọi là blockchain. Đây chính là cái ứng dụng blockchain trong cái NFT. Mình sẽ không có đi sâu vào cái ứng dụng này để cho nó mọi việc đơn giản hơn. Và đương nhiên là để mà hiểu cái vấn đề NFT thì các bạn cũng không cần phải hiểu chi tiết về cái ứng dụng blockchain đâu. Các bạn chỉ biết là mỗi lần nó chuyển tay từ người này sang người khác thì nó sẽ tạo ra một cái mật mã. Và cái mã này rất là khó để mà hack được, cho nên nó bảo đảm được cái tính minh bạch và an toàn. Dạ đúng rồi. Như vậy là bức hình này đã trở thành một NFT bởi vì họ đã gắn một cái token vô cái bức hình này. Và chỉ có cái token này mới là bức hình này thôi. Vậy các bạn đoán xem, nếu mình Ctrl C, Ctrl V bức ảnh gốc và mình gắn một cái token, mình có tạo ra một cái NFT thứ hai hay không? Các bạn nghĩ thử xem. Câu trả lời là hoàn toàn được. Nhưng dựa vào cái công nghệ blockchain, chúng ta hoàn toàn có thể truy lùng ra xem thử bức tranh nào được tạo trước, bức tranh nào được tạo sau. Coi như đây bức tranh phiên bản 1 thì bức tranh này phiên bản 2, hai bức tranh này y chang nhau, nhưng mà thằng này được tạo trước cho nên nó có giá trị hơn thằng này nó vô giá trị, thằng này là thằng copy, thằng này là thằng gốc. Cái vấn đề chỗ đó. Như vậy một trong những cái mục đích của NFT đó chính là chống hàng giả, ít nhất là trong cái mảng mà tranh vẽ hay là bài hát, những cái tài sản số này. Một số ứng dụng khác có thể kể đến đó chính là phí bản quyền. Mỗi lần mà các bạn cứ mua bán giao dịch những cái NFT này
thì cái chủ sở hữu của cái NFT và cái người tạo ra nó đó, người ta sẽ nhận được một cái gọi là phí bản quyền, và coi như đây là công của người ta đã tạo ra bức tranh này. Và mình nghĩ cái này là một điều khá là tốt dành cho những người mà sáng tạo nội dung, những người mà vẽ lên bức tranh này. Bên cạnh hình ảnh, video thì NFT còn được ứng dụng vào game để mà họ có thể chơi game xong rồi trao đổi vật phẩm trong game là những cái NFT này. Bạn có tưởng tượng là mình chơi game xong mình đánh quái vật xong mình được một cái cây kiếm, thì cái cây kiếm này nó là cái NFT, mà NFT là cái token nhớ không? Và người ta có thể bán cái này để mình lấy tiền thiệt. Lý do chính nhiều người mua NFT là vì họ tin tưởng vào cái độ khan hiếm của nó. Họ tin tưởng là tại vì nó chỉ có một số lượng giới hạn mà thôi, cho nên họ mua bây giờ thì trong tương lai kiểu gì giá nó cũng lên, tại vì đơn giản là nó khan hiếm. Nhưng mà cái số lượng giới hạn hay là độ khan hiếm một mình không thể nào quyết định được giá trị của một sản phẩm. Mình đồng ý là cái sự khan hiếm này nó sẽ ảnh hưởng một phần nào đó đến cái giá trị. Cụ thể các bạn đã thấy đó chính là cái đồng Bitcoin và đồng Dogecoin. Đồng Bitcoin trên thế giới này chỉ có 21 triệu mà thôi, trong khi đồng Dogecoin là gần như là vô hạn. Thì rõ ràng là cái giá trị của đồng Dogecoin này nó sẽ không có bằng đồng Bitcoin được rồi. Và nó còn nhiều thứ khác nữa, nhưng mà đó là một ví dụ. Nếu các bạn đã từng học qua kinh tế thì chắc chắn biết tới quy luật cung cầu. Nói tới cung thì mình phải nói tới cầu. Một vật khan hiếm chưa chắc đã có nhu cầu, đã có người muốn mua cái vật này. Và để chứng minh cho điều mình vừa mới nói thì bên đây là cái bức hình mình vừa mới vẽ sáng nay lúc 11 giờ 14 phút ngày 17 tháng 9. Và bức hình này là bức hình duy nhất trên thế giới được vẽ bởi mình vào đúng thời điểm này. Các bạn có muốn mua không? Liệu trong những người coi video ngày hôm nay, bao nhiêu người sẵn sàng chi một cái số tiền lớn ra để mà sở hữu bức tranh này? Không, các bạn cũng đừng có mua nha. Các bạn đừng nói là muốn mua đây. Đừng có trả 2 tỷ mà nó không bán đâu, cái này là vô giá rồi, ok. Nhấn nút like đi. Hãy hành động, đừng có mua, hãy hành động. Trước khi nói tiếp thì mình xin nhắc lại là mình hoàn toàn ủng hộ NFT, và mình nghĩ rằng NFT là một cái ứng dụng mà nó tạo ra để cho các họa sĩ có thể giới thiệu cái sản phẩm của mình đến nhiều người hơn, giúp họ kiếm ra thu nhập cũng như là ăn một cái phí bản quyền khi mà có người thực sự mua và giao dịch cái bức hình của họ. Và mình nghĩ rằng họ được quyền bán ở bất kỳ cái mức giá nào, miễn sao là có người sẵn sàng trả tiền mua ở mức giá đó. Cái việc mình đang muốn nói với các bạn đây đó chính là cái sự khan hiếm của sản phẩm không có làm nên cái giá trị của một vật. Không cần nhìn vào cái thị trường kỹ thuật số, các bạn hãy nhìn ngoài đời kìa. Trên thế giới này bao nhiêu bức tranh, bao nhiêu bài hát, và trong số đó được bao nhiêu bài hát là nổi tiếng và có giá trị. Và cái bức tranh bạn mua ngoài đời là bạn có được sờ nha, bạn có được hít, bạn muốn liếm, bạn làm cũng được nha. Còn cái bức tranh mà NFT mà bạn mua á, là bạn chỉ để trong cái máy tính của bạn mà thôi. Hoặc là bạn làm thay đổi màn hình nền chẳng hạn. Hoặc là chắc là làm mấy chiếu trong chiếu lên tường nhà. Nhiều người nói rằng cái NFT nó lại cung cấp một cái sự bảo mật an toàn cho cái sản phẩm mà họ mua. Cũng có lý đó. Cái này là bản thân mình nghĩ đấy nha. Đó chính là nó hơi đi ngược lại với cái giá trị ban đầu của nghệ thuật. Đó chính là trưng bày cho nhiều người xem. Cái bạn mua xong rồi bạn cất vô máy tính bạn rồi mỗi lần coi thì phải lấy ra. Mấy các bạn có muốn coi cái bộ sưu tập hình ảnh của mình không? Để mình mở cái folder mình ra nè. Không hiểu được. Và như mình đã nói trên, bất kỳ ai cũng có thể tạo được NFT. Và mình có thể xem một cái meme trên mạng, mình nói thích quá, mình mang nó về, mình chuyển đổi nó thành NFT. Mình có phải chủ sở hữu của nó không? Hoàn toàn không. Vậy thì nó có đi ngược lại với cái mục đích ban đầu của NFT, đó chính là chống hàng giả hay không? Khả năng cao là như vậy. Vậy tại sao mình vẫn làm? Bởi vì các bạn không thể nào chứng minh được là mình không phải là người đã vẽ nên nó hay là sáng tạo ra cái meme này. Trừ khi cái tác giả gốc, người tạo ra cái meme đó hay là bức hình đó lên tiếng, thì cái NFT của mình mới trở nên vô giá trị. Còn nếu họ không biết hoặc là họ không quan tâm thì mình cứ lấy tiền của các bạn mà thôi, đơn giản. Và ở trên thế giới này đã có rất nhiều sự việc tương tự đã xảy ra. Nhiều nhà sĩ họ không biết rằng là có những kẻ xấu đã lợi dụng, sử dụng bức tranh của họ, sử dụng hình ảnh của họ để mà đổi thành NFT, để rồi bán cho người khác xem. Những người mua ít kiến thức, không tìm hiểu kỹ, họ mua về, rồi xong họ phát hiện ra là ê, đây không phải hàng thật. Và sau đó bức tranh trở nên vô giá trị. Tại vì đơn giản đây là một hàng fake. Mình không phải chủ sở hữu, như mình là người đầu tiên tạo ra cái NFT này. Và các bạn hoàn toàn không thể chứng minh được. Mình nói rồi, các bạn không biết được. Và các bạn mua, các bạn mất tiền. Cái thứ duy nhất bạn biết là cái ID, cái blockchain của mình thôi nha. Chứ các bạn hoàn toàn không biết mình là ai. Các bạn đòi tiền kiểu gì? Tuy là ứng dụng blockchain có thể cho phép người dùng tìm lại những cái giao dịch này đã được chuyển qua bởi những người nào, nhưng hoàn toàn là ẩn danh. Cái thứ duy nhất họ thấy đó chính là một cái đường ID và thằng lòn mà thôi. NFT đối với mình chẳng khác gì là một vật sưu tầm cả. Mà các bạn biết rồi, vật sưu tầm, đồ cổ hay gì đó, bất kỳ vật sưu tầm, cái giá trị của nó phụ thuộc 100% vào cung và cầu. Nghĩa là nếu mà nhiều người muốn mua nó, giá sẽ tăng. Và đương nhiên ngược lại đó chính là không ai muốn mua
thì giá nó sẽ giảm. Không có ai có thể nào định giá chính xác một cái vật sưu tầm cả. Mình đồng ý là trong thời gian qua những cái bài báo này liên tục đề cập là NFT, game NFT, những bức tranh NFT được bán với giá cao như thế nào. Nhưng mà đó chỉ là một cái xu hướng ngắn hạn cũng như là FOMO mà thôi. Nhiều người tưởng rằng đây là một cái cơ hội làm giàu nhanh, họ mua theo và đẩy giá lên cao. Và khi mà tất cả mọi người hiểu được cái vấn đề, hiểu ra rồi, nó chẳng gì đặc biệt cả, nó chỉ là một cái ứng dụng mà thôi. Nhắc lại, NFT là một, đối với mình nó là một cái ứng dụng rất là của tương lai. Nhưng mà nhiều người không có nhận ra, họ chỉ là họ tưởng là đây là một cái gì đó rất là kiếm tiền rất là nhanh và rất là dễ. Thế là họ mua nhiều, cầu tăng trong cái cung nó có chỗ đó thôi, thì giá nó tăng. Đơn giản là vậy. Bên cạnh tranh và bài hát thì còn có cả game nữa. Và rất là nhiều nhà sáng lập ngoài kia vẽ nên một cái hệ sinh thái cực kỳ hoàn hảo, một cái tương lai màu hồng. Không ít những cái dự án này chỉ hoàn hảo trên giấy tờ mà thôi. Và gần như là có rất là nhiều dự án sụp khi mà vừa mới lên sàn. Những cái nhà phát triển của những cái game này có thể kiếm cớ là đau bụng quá mình không làm nữa, hoặc là mạng lắc cánh cá mập cánh cáp từ Tundala, họ không có phát triển nữa. Thế là dự án nó sập và họ ôm tiền của các nhà đầu tư chạy đi mất. Và những dự án này thật sự là rất là khó để mà nhận biết đâu là thật, đâu là giả. Tại vì đơn giản là hiện tại thị trường này nó đang quá là hot và có rất là nhiều nhà đầu tư tham lam, muốn làm giàu nhanh. Và đã có rất là nhiều trường hợp xảy ra trên thế giới này ở bên Mỹ. Ví dụ như là Save the Kid Token là một cái dự án mà được quảng bá bởi các YouTuber nổi tiếng ở bên Mỹ, lên tới cái số lượng fan lên tới gần 10 triệu thành viên ở các channel này. Median Token được quảng bá bởi TechLead, một cái YouTuber cũng khá là nổi tiếng ở trên YouTube, nói về cái vấn đề tech. Và đỉnh là $224 và bây giờ chỉ còn có $14, mất hơn 90% giá trị. Các bạn nói đi, không là lừa đảo đi. Ding Dong của Logan Paul. Các bạn nhìn, các bạn tự đánh giá chứ mình cũng không có nói gì nhiều nữa. Ở Việt Nam thì gần đây có cái vụ là DeFi Pet, rồi gần đây mình mới thấy là có cái Crypto Hero. Nó cái mô hình nến như vậy đó. Cái mô hình nến này là cái nến lưỡi hái tử thần đúng không? Mình nói thật là không có trader nào mà có thể chống lại được cái mô hình nến này đó. Thật sự là không có cái trader nào có thể chống lại được những cái dự án lừa đảo này hết. Và rõ ràng những cái dự án này nó vẽ ra một bức tranh quá là hoàn hảo đi các bạn. Gần như là cái team phát triển là những cái team mà những người có tiếng, những cái người mà gần như là có tiếng trong giới crypto. Mình không trong giới này mình không biết, nhưng mà mình đọc báo mình thấy wow, những cái người mà wow, đúng là giỏi thật. Nhưng mà sập thì vẫn sập thôi. Liệu trong chúng ta bao nhiêu người nhìn được đây là những dự án lừa đảo? Mình không biết rồi đó. Mình chịu. Cái điều tồi tệ đó chính là không phải là quốc gia nào cũng có luật pháp để mà bảo vệ các nhà đầu tư, đặc biệt là Việt Nam. Cho nên các bạn vui lòng chú ý cái điều này. Thầy mình nói rằng là NFT bây giờ chẳng khác gì cái internet vừa mới ra đời. Khi mà người ta tin tưởng rằng là nếu mà internet là một cái thứ gì đó cho phép bạn truy cập thông tin nhanh chỉ trong vòng vài giây và có thể truy cập vào bất kỳ lúc nào, thậm chí là trong nhà vệ sinh, rất là nhiều người tin tưởng rằng là họ sẽ sẵn sàng chi $100 mỗi tháng chỉ để mà tiếp cận với cái internet này. Nhưng mà các bạn nhìn thử xem, các bạn trả bao nhiêu tiền cho internet mỗi tháng? Internet đã trở thành một vật không thể thiếu trong cuộc sống chúng ta, và đúng như là cái vật không thể thiếu, nó cần phải rẻ. Và NFT đối với mình nó cũng như vậy, nó là tương lai, còn tương lai nó đắt hay rẻ mình không biết được. Mình mới biết được tương lai mình đã mua vé số luôn các bạn ạ. Sau video này mình hy vọng các bạn đã hiểu được bản chất của NFT là gì. Nếu mà các bạn có quyết định là mua bán nó, hay là tạo ra NFT, hay là chơi game để rồi kiếm tiền, thoải mái đi, tiền của các bạn mà. Nhưng mà hãy nhớ đừng có FOMO và đừng có hy vọng là nhân 10 tài khoản hay là nhân 20 tài khoản trong thời gian ngắn. Hãy luôn luôn cẩn trọng và có quan điểm của riêng mình. Bạn của mình kiếm 20% trong 2 tuần chỉ bằng là việc mua bán NFT. Trong khi đó tháng vừa qua mình đầu tư thứ ba mình luôn, mình lời có 5%. Thế là mình cũng nhẹ nhàng trả lời nó, xong mình block nó. Chừa cái tội khoe. Hiện tại mình không có đầu tư vào bất kỳ dự án nào, hay là NFT hay là crypto. Tại vì đơn giản là mình thấy nó khá là phức tạp mỗi khi mà mình khai thuế má ở Mỹ. Cho nên mình thật thà mình kiểu thôi, kiếm không biết được bao nhiêu mà mình thấy cái vụ thuế má mình bỏ rồi. Mình không quan tâm. Đầu tư chứng khoán mình đã khai thuế tùm lum tà la rồi, mình thêm đầu tư crypto nữa chắc mình xỉu luôn quá. Cho nên thôi, chịu. Và đó là những thứ mình muốn chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn hứng thú với những kiến thức như vậy hoặc là đầu tư cá nhân thì đừng quên bấm nút đăng ký và bật chuông, bởi vì mình đăng video vào lúc 6 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Video tuần này chỉ có như vậy mà thôi. Bye bye. Mình cảm ơn các bạn đã coi đến phút này của video. Và nếu các bạn không biết thì mình không có nói nhiều về crypto ở trên cái kênh này. Nhưng mà nếu các bạn muốn coi một số video mình nói về crypto hoặc là Bitcoin thì đầu năm nay mình có làm mấy video nói về vấn đề này. Comment đây là một video mà YouTube như bạn sẽ thích. Và đừng quên đăng ký.